Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em kích thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Rồi tiếp theo những video trước ha. Hôm nay cũng vừa hoàn thành xong con máy của anh Hoài, khách hàng ở Sóc Trăng nha. Con máy 16D, chuyên đánh tổng hợp lốc chơi lương nha anh em. Bao anh em mắc máy nhẹ bình hiệu đã cao nha. Máy bên em có đầy đủ tất cả các chức năng mà con máy kích cá cần phải có nha anh em. Là chống kẹp ngược ha, chống chập vợt và chống vượt cò bóp nha. Rồi mát máy nhẹ bình nha nè, bình 30 đi từ khoảng 4-5 tiếng đồng hồ nha nè, 30 ampe á. Đây mình giới thiệu sơ về mặt trước con máy nha. Đây là cái mức 1 ha, đây 1 yếu 2 là mạnh ha. Giờ anh đi mức nào thấy hợp lý anh đi, nhưng mà đặc biệt nếu ăn muốn ăn rô phi thì bật bật lên cho em nha. 10 con có thể ăn được vài con ha, tùy theo tay nghề của anh em nha. Tại em không có làm tuyệt đối ăn rô phi nha anh em, tại theo yêu cầu khách hàng ha. Còn đi theo máy em có cái khuyến mã dành cái phích chui ghim, phích cắm ha. Đây. Cắm vô vợt nè. Về lỡ anh em không có thì anh em cứ lấy ra sử dụng ha, nếu có rồi để dành hoặc là sử dụng rồi và thiết bị điện khác cũng được nha anh em. Rồi đi theo máy em có cò bóp dài 1m7 m8 cho anh em sử dụng ha. Đây ha, đỏ cộng đen xanh là trời nha anh em, cộng dây nè. Tại vì em hiện tại hết ống gen đỏ rồi, không có cộng vô đây được ha. Là ký hiệu nè, cộng nè, trừ nè. Đây, trừ ha. Nhưng mà máy em có kẹp ngược, anh em lỡ kẹp ngược hoặc không quay thôi. Đây, thử thử luôn. Kẹp ngược ha, không quay ha. Giờ để em đỏ lại. Đó, quay liền ha anh em. Tiếng máy rất nhỏ nha, để anh em dễ nghe tiếng cá ực ọc nha anh em. Bao anh em là đánh cá trong lùm trong bịch là nó ực nha anh em, ực chép ha, lương ngoài nó búng ngoài cho anh em bắt sử dụng. Rất hiệu quả nha anh em. Bên này anh, những anh em kích thủ đã mua máy trước đó, phản hồi cho em rất nhiều hình ảnh và những video ha, em có đăng trên trang Zalo của em hoặc là trên trang kích cá của em có ha. Rồi tiếp theo em xin test bóng đèn luôn nha nè. Rồi anh em nào có yêu quý bên em ha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Những đơn máy của anh em kích thủ em cũng đã lên đơn nha, anh em cứ yên tâm chờ em nha anh em. Nói chung là anh em cũng thông cảm em, tại vì đơn hàng hiện tại là đang qua quá tải nha anh em, hơi chậm xíu. Rồi đơn hàng tiếp theo của em á là đơn hàng của anh Toàn ha, Lý Minh Toàn, khách hàng ở Cần Thơ nha anh Toàn. Đây con máy của anh em cũng đang lên đơn này ha, anh có thể ngày mai giao cho anh nha anh Toàn. Thì cho anh hay vậy ha, để anh yên tâm mà đợi thôi, chứ không phải là máy em chưa, để thông tin cho anh đặng biết là máy anh sắp tới nha anh. Anh thông cảm cho em nha. Trong tình hình dịch phần đồ bên em đang quá tải nha anh em, những đơn hàng đơn máy á. Khách địa phương có mà khách trên đây cũng có ha. Còn đây bên hông máy nè, em có ký hiệu cho anh ha. Chanh này nè, là đưa đương với dấu trừ ha, kẹp trừ ha. Đây là cộng nè, cộng, còn dây này đi cò bóp đây ha. Bên ngoài dễ sử dụng nhanh hoài. Rồi em xin thử lửa luôn ha, thử coi nó có đủ đồ an toàn hoặc chống chập vợt cho anh em cho nha. Máy mình
chiên bộ binh nha anh em, mắc cơ ha, mắc cơ này là chiên bộ binh, nên bao anh em ăn chắc được 1,5 m nước trở về ha. Còn đối với mắc cơ mấy nguyên tử cũng vậy nha anh em, anh em sử dụng cái vợt mà chỗ tiếp xúc với vợt và dây á, giờ anh quấn xuống cái vợt rồi yêu cầu cho anh hàn chắc chắn cho em ha, là nó mới đánh hiệu quả cao nhất nha anh em. Lửa xanh giờ luôn nha anh em. Đầu dây bị cháy ha, để cắt đầu dây xong nè. Thử vậy là đủ rồi nha anh. Anh cũng thấy máy của anh này ha, lửa bao nem sữa xanh giòn luôn ha. Mát máy nhẹ bình là hiệu quả cao luôn nha anh em. Những anh em đã mua máy mình về sử dụng và đã có phản hồi cho em nha. Rất đạt và rất hiệu quả nha anh em. Anh em cứ yên tâm mà sử dụng ha. Rồi tất cả các chức năng con máy em đã sử dụng đã test ha, và hướng dẫn sử dụng cho anh Hoài ha, khách hàng ở Sóc Trăng nha. Tất cả chức năng đều hoạt động bình thường nha anh Hoài. Rồi khi nào nhận máy về anh cứ cứ điện trực tiếp cho em ha, nếu anh không hiểu phần nào thì em cứ hỗ trợ tư vấn cho anh, cho anh biết cách sử dụng. Và dụ làm vợt nếu không biết làm điện cho em làm hướng dẫn cho anh làm cho nó đạt hiệu quả nha. Rồi cuối video ha, em cũng xin chúc toàn thể anh em khách quý ha, anh em kích thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp một ngày mới giàu giàu sức khỏe, như làm ăn phát tài nha anh em, vụ mùa bội thu ha. Trong video có gì sai sót mong anh em bỏ qua cho em nha. Rồi xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em sau những video tiếp theo. Anh em nào có ưu ái mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.